Như chúng ta cũng đã biết trong những ngày qua trên mạng xã hội và trên các cái trang báo chính thống cũng đã đồng loạt đưa tin về ông chủ tịch tập đoàn bất động sản đã đánh nữ nhân viên sân gôn nhập viện xảy ra tại sân gôn r Đà Nẵng là ông Nguyễn Viết Dũng Ông này là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đất quảng nghe các bạn. Theo thông tin từ câu lạc bộ Gôn Bách Khoa Đà Nẵng vừa có thông báo liên quan đến việc chủ tịch tập đoàn bất động sản đánh nữ nhân viên sân Gôn tại Đà Nẵng. Theo thông báo này, câu lạc bộ Gôn Bách Khoa Đà Nẵng đã xác định ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị là tập đoàn Đất Quảng là người đã đánh nữ nhân viên sân gôn. Ngày 6 tháng 12, nhóm người gồm 4 người. Trong đó có ông Nguyễn Vít Dũng đến sân gôn BRG Đà Nẵng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn để đánh gôn nghe các bạn chị n là người phục vụ nhóm khách này thì trong quá trình chơi do bất đồng với chị n khi tính số gậy đã chơi trong một hố ông dũng đã dùng gậy đập vào người chị này hậu quả là cây gậy bị gãy làm đôi và chị n bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. thì với à, một người phụ nữ à, nhỏ bé mà các bạn nghe cái đoạn mà gầy đánh gôn nó nó gãy ra làm đôi và cái ông này cũng phong độ phô pháp mà đánh như vậy thì cái lực đánh rất mạnh nghe các bạn Đó, bất tỉnh nhân sự tại chỗ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng thì cái này phải lên án, đáng lên án Sau đó ông Dũng với quyền lực chức vụ của mình đã cấm Sân Gôn thông báo sự vụ ra đại chúng đồng thời cho Cộng sự Giang Hồ vào sân đe dọa các bảo vệ nhân viên để sự việc không được tiếp tục lan tỏa câu lạc bộ gôn bắt khoa đà nẵng thông tin đó ông này như vậy là lạm dụng cái bới cái quyền lực của mình à, cấm cấm đoán nhân viên rồi bảo vệ kể cả là câu lạc bộ không có được để lộ cái thông tin này ra ngoài ngay các bạn chính vì vậy sau khi xảy ra vụ việc câu lạc bộ tại Đà Nẵng đã thông báo tẩy chay gôn Nguyễn Viết Dũng, đồng thời đề nghị các hội gôn và sân gôn cả nước và miền Trung đồng loạt tẩy chay ông này. Được biết ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Quảng đang là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ông Trần Minh Đức chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, phía Hội đồng nhân dân chưa nhận bất kỳ thông tin chính thức nào từ cơ quan liên quan. Việc này tôi cũng mới nghe anh em báo chí phản ánh thôi, còn lại các cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức, ông Đức thông tin. Thông tin từ trang báo Duyên Neo, một pháp luật. Khoe chơi thân với công an để lừa chạy án. Vân Khoe có mối quan hệ thân thiết với công an rồi yêu cầu người phụ nữ ở Ninh Thuận đưa tiền để chạy án cho chồng. Bài báo này ra ngày 11 tháng 12 năm 2022 lúc 17 giờ nghe các bạn. Nguồn tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận chiều tối ngày 10 tháng 12 cho biết đã chuyển chứng cứ tài liệu và Đặng Văn Vinh sinh năm 1975 trú phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm cho công an thành phố Phan Rang, Tháp Tràm tiếp tục điều tra xử lý hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận triệu tập anh T ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm để đấu tranh về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lo chồng vướng vào lao lý bà Trờ, vợ ông T, tìm gặp Đặng Văn Vinh khi biết người này từng khoe có mối quan hệ Thân thiết với một số cán bộ chức trách Có thể giải cứu cho những người có hành vi phạm pháp đang bị điều tra Thậm chí có thể chạy án từ hình phạt tù giam chuyển sang được hưởng án treo Hoặc dàn xếp cho người đang bị tạm giam được tại ngoại à, Đây là đối tượng Đặng Văn vinh tại cơ quan à, công an điều tra ngay các bạn Đó khoe mẽ, làm dụng cái sự thiếu hiểu biết của người dân, đánh vào cái tâm lý của người dân để lừa đảo. Quen biết ông A, ông B thì mình lại nhớ đến là mình cũng có gặp một người cũng cũng từng khoe quen ông A trưởng phòng rồi ông B phó trưởng phòng rồi ông C lãnh đạo phòng ban này nọ nghe các bạn nhất là về lĩnh vực đất đai về địa chính rồi cũng khoe mẽ quen công an nhưng mà họ họ đó là họ khoe thế thôi họ khoe mẽ cho nên mình mình nghĩ là họ nổ à. sau khi Vinh nghe bà Trờ trình bày thì lại tiếp tục là bốc phét về việc là quen biết nhiều cán bộ công an có khả năng giải cứu cho ông T không bị xử lý hình sự nhưng phải chi tiền lót tay bước đầu là 30 triệu đồng Khoảng 11 giờ 30 ngày 9 tháng 12, bà Lê Thị Thùy Trờ mang theo 20 triệu đồng đến điểm hẹn tại đường Đoàn Thị Điểm, phường Cân Dân để đưa cho Đặng Văn Vân. Khi người này vừa mới nhận tiền thì bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang ngay các bạn. Và sau đó là đấu tranh khai thác nắm Đặng Văn Vân thừa nhận không có quan hệ mật thiết, thân thiết với cán bộ nào. Công tác trong ngành công an, kiểm sát, tòa án mà chỉ bốc phét để dỡ chiêu trò lừa đảo kiếm tiền tiêu xài. Đó. Những ai đã từng là nạn nhân của kẻ lừa đảo nêu trên cần sớm liên hệ phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Ninh Thuận hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tháp tràm để cung cấp thông tin góp phần đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của người này à, nhẹ dạ cả tiên à, mà mình ghét nhất là những người mà cứ khoe mẽ nổ quen biết nghe các bạn và giúp được việc này việc kia tại cơ quan điều tra coi như công an hình sự bắt được rồi là khai thác nóng cho nên là bốc phét ừ, bốc phét do bốc phét mà giờ tù tội đó nghe các bạn nên là chia sẻ để cho các bạn các anh chị em chúng ta được biết và cũng đề phòng đối với các đối tượng à, có hành vi lừa đảo theo cái kiểu này nghe các bạn